I'm sorry, classroom. I think that I made an extra S. Okay. All right. So let's do the vocabulary thingy. And if you have done that before, then you can type the answers, okay, into the chat box. Cảnh chị đã làm phần này thì điền vào ở trong chat box giùm cho mình con, nếu chưa thì cảnh chị bây giờ có thể làm hết. So have you done the vocabulary part in advance? Cảnh chị làm trước chưa ạ? Dạ đúng rồi, bài tập là ở trang 191 nhưng mà cái phần tư vựng là nó ở trang số 190. Ok, như vậy chị anh Hà Anh Nguyên là đã có cái đáp án. Number one is diversity. Okay, hold on just a second. So actually that's number two, yes. Number two, diversity. Number three is significantly. It is a wrong answer. Số 3 nè, đúng rồi, là crucial ha. Như vậy là không phải là significantly đâu ạ, mà số 3 là crucial cả anh chị nhé. Số 4 là issue, nè đúng rồi. Số 5 là anh có virtual, very good. Yeah, so I just talk about virtual classroom. Yeah, số 5 là virtual, anh Đoàn Xuân Sơn nhé. Virtual tức là cái ảo đấy hết. So made and done on the internet. Yes. And then number six is assumption. Yes. Assumption là cái giả định, right? Number seven is collaboration. Very good. Number eight is analyze. Yes. Analyze là phân tích. Number nine thì không phải là crucial anh Nguyên nha, mà là significantly. Yeah. Số 9 là significantly, okay. Số 10 là via hoặc là via, anh chị muốn đọc sao cũng được cả. Và số 11 là subsequent. Okay. Mình đọc lại cả anh chị nhé, đáp án hết. So number 1 is anticipation, right? Là sự mong đợi, sự trông đợi hay là việc trông đợi gì đó hả? Number 2 is diversity. Number 3 is crucial. So when you say it's extremely important, it is crucial, okay? Như vậy lúc này cả anh chị nhầm chữ significantly là bởi vì chữ significant cũng có nghĩa là quan trọng. Nhưng mà để ý này cả anh chị thấy là ở trên kia là tính từ mà, phải không? Còn significantly là trạng từ, phải không? Cho nên số 3 là crucial. Số 4 cả anh chị có chữ issue, đúng rồi. Số 5 thì chúng ta có là virtual. Số 6 assumption. Số 7 anh chị đợi chị ha, collaboration, ok, hợp tác. Số 8 cả anh chị có analyze, phân tích đấy. Số 9 chúng ta có là significantly. Số 10 via là bằng cách hay là qua việc gì đó. Số 11 subsequent và số 12 là enhance. Right? Như vậy mình cải thiện cái gì đó tốt hơn. Very good. Now, let's take a look at the main ideas and the details questions on page 194. 194, cả anh chị đọc lượt qua câu hỏi giúp cho mình cả hai phần về main ideas và phần chi tiết. Rồi thì sau đó là chúng ta sẽ đọc cái bài này. Nếu cả anh chị muốn mình đọc cho cả anh chị thì mình sẽ đọc, còn nếu không cả anh chị muốn đọc yên tĩnh cả anh chị có nói với mình hết. So that I can know how to handle it, okay? You know I really want you to take turn. Cả anh chị có thể thay phiên nhau đọc được không? I mean, you know, like one person maybe four paragraphs, một người bốn đoạn, và một người nào đó đọc xong thì có thể mời thành viên khác ở trong lớp đọc được không ạ? Mình làm thế đi cả anh chị nhé. Và mình sẽ mời anh
anh Nguyên là đọc bốn đoạn đầu anh Nguyên thấy, và sau đó anh Nguyên sẽ gọi một thành viên khác ở trong lớp để đọc giúp mình được không ạ? Please say something. Is it okay that Yeah. way? Okay. Okay, teacher. Yeah. 192, page 192, right, teacher? Yes, exactly. Yes. Yeah. Yes. Teaching to the world from Central New Jersey. A few months ago, just as the campus of Princeton University had grown nearly silent after commencement, 40,000 students from 113 countries arrived here via the internet to take a free course in introductory sociology. The non-credit Princeton offering came about through a collaboration between the Coursera, a new venture in online learning, and 16 universities, including my own. My Đoàn Xuân Sơn. Oh, four paragraphs. That is just one. You need to read four. Four. Oh yes. My God, that's too much. Mr. Sheng is prepared. When my class was announced last spring, I was both excited and nervous. Unlike computer science and other subjects in which the answers are pretty much the same around the globe, sociology can be very different depending on the country that you come from. As letters and email messages began arriving in anticipation of my course, I wonder how I, an American professor, could relate my subject to people I didn't know from so many different societies. Would my lecturers become yet another example of American ethnocentrism and imperialism as I presented my sociological concepts like so many measuring stick for the experiences of others around the world? Was it really possible, I asked myself, to provide quality education to tens of thousands of students in more than 100 countries at the same time, and in a way that would respond to the diversity of viewpoints represented from six continents? My concerns grew deeper as I sat before the co-eye of the camera to recall my first lecture, with nobody to ask me a question, or give me a bored look, or laugh at my jokes. I have no clues as how the students might be responding. Staring to this void, it was hard for me to imagine that anyone was listening. Can we even call these lecturers when there is no audience within the speaker's view? On those interpersonal cues, those knowing nods and variables that go from the audience to professional is crucial to the definition of lecturers as the cues that go from the lecturer to audience. Okay, excellent. Yeah, Mr. your turn. Very good, I'm impressed. I mean, a lot of students, you know, in my university, they can't even, you know, read that smoothly. Okay, so who's the next person? Mr. Shou, is it right? Yes, Mr. Đoàn Xuân Sơn, Jackie. Okay. Where are you, Mr. Shou? Are you there with us? Yes, I'm here. Okay, so the next four paragraphs, okay? Đọc đến đoạn mấy rồi anh ơi? Đọc số 5 đó, trời. Although it were impossible for me to read even a fraction of the base of students. No, start from paragraph 5, not 6. My opening discussions of C. Christ Mills' classics, 1959 book, The Sociological Imagination, was a close reading of the text, in which I reviewed a key chapter line by line. I asked students to follow along in their own copies, as I do in the lecture hall. When I give this lecture on the Princeton campus, I usually receive a few penetrating questions. In this case, however, within a few hours of posting the online version, the course forum came alive
with hundreds of comments and questions. Several days later, there were thousands. Although it was impossible for me to reach even a fraction of the base of the student comments as they engaged with one another, the software allowed me to take note of those that generated the most discussion. I was quickly able to see the issue that were most meaningful to my students. In addition to the course lecture, I arranged live exchange via a video chat room in which 6 to 8 students from around the world, some selected from the online class, other volunteers here at Princeton, participate with me in a similar style discussion of the reading, while dozens of their online classmates listened in the into the live stream of recording later. During this quickly session, I found that I was able to direct the discussion to issues that have been raised in the online posting. Along with 2 Princeton students, our online seminar include university students from Nepal, Siberia, Iran, Nigeria, a travel agent from Georgia, a civil servant from Singapore, and a fireman from Philadelphia. Their comments often reveals precisely how American socialist assumption about social life need to be analyzed and reconstructed in light of experience elsewhere. Okay, thank you. Now, before you move on and ask another person, here you have the names of a few countries. You say Nepal, Siberia, yeah, Iran, Nigeria, Georgia, Singapore, and the city from the United States, Philadelphia. Okay? Yes. Now, ask another person for me, please. Miss Tang. Okay, Miss Tan. Is it Miss Mi Tan or Miss Mi Tan? Yes, the pianist. Please show more volume. My audition became as visible to me as the students in a traditional lecture hall. This happened as I got to know them by sampling their comments on the forums and in the live seminar style discussions. As I developed a sense from them as people, I could imagine their not end. Increasingly, their critical question within their quiz, I have received more feedback on my so-called low ideas than I have in a career of teaching, which significantly influenced it of my subsequent lecture and seminars. Em cảm ơn cô, em đọc hay dở? No, not at all. I love em nhìn không kịp cô ạ. Có nhiều từ mới quá, em nhìn không kịp. Yeah, well, can you continue? No, you are doing great. Now let's continue with the next 3 paragraphs. Mọi người đọc bụng đoạn đấy ạ. Dạ thôi em đọc đoạn thôi ạ. Em đọc dở, mọi người nghe chán. Em mời chị Linh ạ. Em mời chị Linh đọc ạ. Yeah. Thank you. Cảm ơn cô. Yeah, thank you. Thank you. I love your voice. It's really good. Thank you. Okay, Miss Linh, are you there? Hello? Chị Linh đâu rồi ạ? Okay. À dạ rồi, chị à dạ rồi. Yes, thank you. À chị Minh Nguyễn, anh Minh Nguyễn ạ. Yes, please. Barra 10 or 9. Sure. Yes, number 10. 10 to 12, okay? Yes. The class began, I have laid down this kind of mission at relatively a very relaxation of on-campus learning, both in terms of student-faculty interaction and residential college experience,
Yet I got to know some of my students. I had to feel that the difference were not of shock I had imagined. Most of them, the choice were not between an online course and a traditional university. And one student voted a choice between online last versus new class. Nor had I imagined the virtual and real-time continual interaction among the students. They are spontaneous and continuing immersion study rooms in coffee shops, in Kamadu and in pub in London. Many people developed dialogue after following one another course on various subjects, while others got to know from a particular inference, such as result differences in IQ, the reasoner process that took place at the low graph. Antisemitism or topics covered in the letters that one of Horace, who wasn't in the past few days, wrote, it had been an irreducible experience for me when they had not only taught searching the place in which other film and perform have many new brains while this last another role started an electrical activity. But it ending in an indescribable emotional relationship with all my classmates. This is my cue that we appear to re-enter the letter in Western in September and go back online in February. I am asking myself how I can translate the benefit of online technology to enhance the dialogue with and among my on-campus students. And all my students around the globe had begun worrying about how I could bring the new Jersey campus experience to them. I ended by thinking about how to bring the work back to classroom in Winston. That's a teacher. Well, thank you so much. I mean, yes, anh Xuân Sơn nói đúng đấy. It's like from the radio. Excellent. Rất là tốt, dòng gì hay quá thế. Mọi người rất là impressed and I am impressed. Rất là ấn tượng. Vậy là mình quá giỏi luôn. I'm so impressed. Okay, excellent. Now, so you have two exercises there. You have the main ideas and you have the details. Okay, so I will spend you some time to work on that. Cảnh chị làm cả hai cái bài tập là về cái main idea, cảnh chị chọn A, B, O, C. Và phần về details and true or false, please make sure that you give me the location of the information, okay? Cảnh chị chỉ ra thông tin giúp cho mình. Anh Đoàn Xuân Sơn rồi coi như là rất là dễ thương hả? Thân thường cả lớp luôn. I'm just kidding. Ở đây cả anh chị có một cái từ là từ ethnocentrism. Nó có nghĩa là chủ nghĩa vì chủng. Cái này những người nghiên cứu về văn hóa như mình thì cũng hay gặp. Đó là thường chúng ta có xu hướng là dùng cái hệ thống giá trị của cái nền văn hóa mà chúng ta lớn lên để mà có thể là đánh giá, phải không nào? Để mà đánh giá hay là để mà nhìn nhận một cái vấn đề nào. Chúng ta gọi nó là chủ nghĩa vì chủng ha. That is not what is that an intellectual activities. Các anh chị có câu trả lời thì hãy cho mình đáp án vào trong chat box nhé. Okay, so number one is B. Yes.
Very good. Can you identify the paragraph where you get that particular answer? Okay, where's the information? Where do you think that comes from? Đoàn sư Mỹ ạ, chị Ngọc Lan. Okay, excellent. Yes, đoàn sư ba, hey. So, you have, I asked myself to provide quality education to tens of thousands of students in more than 100 countries at the same time. Very good. Excellent. Now let's move on to question number two. So during, okay, trong quá trình dạy online như thế, thì cảm giác của vị giáo sư này về cái khóa học của mình là sao? A or B or C? Okay, number two is C. All right, excellent. So she the feedback, right? Influenced. Yeah, very good. Very good. Okay, let's move on to question number three. So what is the answer to number three? Got it? Are you doing okay? Mọi người ổn không ạ? Are you fine? So this is the after. It means that, you know, you should look for the information towards the end of the reading, okay? Anh chỉ tìm thông tin cái đoạn phần cuối của bài á hả? Okay, so excellent. Number
3 is A, and or I can translate, you think so? Đoạn 13, I can translate. Ở đấy thì mình sẽ có cái phần, yeah. The benefits of online technology to enhance the dialogue with, yes, on my campus students, right? Và cuối cùng thì mình có đi xuống ở phía dưới này. Chính xác á, thì các anh chị thấy là đó là cái câu hỏi đầu tiên các anh chị nhé. Và sau đó thì đi xuống là I ended by thinking about how to bring the world back to the classroom in Princeton, right? Như vậy là đem thế giới về lại cái lớp học ở Princeton đó. Yes, very good. So, excellent. Now let's move on to, you know, the detail section. True or false? Các anh chị làm true hoặc là false, và các anh chị hãy chỉ cái thông tin ở từng đoạn giúp cho mình. Và bây giờ chúng ta đi vào phần chi tiết, các anh chị hết. Very good. Đập Sài Gòn lúc nào cũng xinh nhất thế thế. Love it. I love it. So, you know, number one, he realized that teaching sociology to students from many different countries or societies would not be as easy as teaching them computer science. Yeah, because of that ethnocentrism thingy. Okay, and then Chị Ngọc Lan, yeah, very good. So before the first class even had ended, it was obvious from the number of comments and questions that students were interested. And you say false. And that's exactly in paragraph number 5. Right? Rất tốt, cảm ơn chị nhé. Very good. Okay, and number 3 is false, and in paragraph number 4, excellent. Anh Xuân Sơn là có đáp án đúng đấy, hey, như vậy số 3 là sai, phải không? Yeah. Very good. That's in paragraph number 4. Yeah. Excellent. It wasn't easy for him at all, right? Because he doesn't seem to have any kind of clue, any idea of how students react to him, right? And I guess that I share with him. Sometimes I have to put you a question like, are you there? Are you still with me? Mình hay hỏi là cả anh chị của con ở nọ không đấy ạ, phải không ạ? So it's not easy at all. Okay, now let's move on to number 4. Number 4 is true, really? Anh nghĩ là đúng ha? Rồi, cái đoạn số 6 là đúng đấy. Hey. Bây giờ này, yes. Số 4 là nằm ở đoạn số 6, nhưng mà nó không phải là true đâu cả anh chị, mà nó là false. Bây giờ anh Xuân Sơn, anh dịch cho mình cái câu này đang tiếng Việt, mình nghe xem nào. Dịch câu hỏi hay là dịch cái bài đọc rồi cô? Dạ, dịch cái câu hỏi ạ. Mặc dù nó có thể là, mặc dù là không thể trả lời cho tất cả những cái comment hay là cái câu hỏi của sinh viên, nhưng mà anh ấy cũng đã trả lời một phần lớn trong số đó. Ah, okay. So,
Và anh trả lời là nó đúng, nhưng mà thông tin ở trong đoạn số 4, mình xin lỗi số 6 là cho gì ạ? À, cái này gọi là phone, tại vì cái câu đầu của nó là although it was impossible for me to read even the fractions of the page. Và anh đọc tiếp này hết. Of the students' comments as they engaged with one another, the software allowed me to take note of those that generated the discussion. Như vậy là ông Nam có sử dụng một cái phần mềm. Và phần mềm đó là đã cho phép ông Nam có thể ghi chú lại tất cả những cái câu hỏi hay là những cái vấn đề mà nó tạo ra cái sự bình luận nó nhiều nhất. I mean he didn't answer, okay, the questions. He didn't answer the majority of them. Alright, so he, exactly, anh hiểu mình có chỉ ra, he quickly saw the issues or, you know, the things that basically created the most discussion, but he did not answer. Anh Xuân Sơn đọc chỗ này chưa ạ? Cho nên câu số 4 nó sẽ là false, anh nhé. Và ông này ông không có trả lời cả anh chị ấy. Excellent. Now, let's move on to question number 5. Số 5 này ạ. Okay, so question number 5 is false. And you think that it's in paragraph 8? Số 8 ạ, hay là số mấy ạ? Okay. Về số 5 là đoạn số 8, anh có cái gì đây ạ? Cái câu số 5 á, người ta ghi là tất cả những người tham dự trong cái khóa học online này ấy, là đều là sinh viên của trường Princeton. Nhưng mà cái khúc số 8 nó có ghi là along with two Princeton students, our online seminar includes university students from Nepal, Siberia, Iran and Nigeria. Nên em nghĩ là cái đó là phone. Okay. And you also can find the information in paragraph number 7. Như vậy số 8 cũng được, mà số 7 cả anh chị cũng có thấy là gì? You have like 6 to 8 students from all around the world, okay? Selected, yes, from online class. And others, volunteers here are at Princeton, okay? Chị Ngọc Lan nói là giáo sư Sơn đã xuất hiện hả? Huh? Yeah, he's working really, really well. Yeah. So let's move on to number 6. Chúng ta qua câu số 6 ạ. Như vậy số 5 là false, đúng rồi đây ạ. Anh chị quá giỏi thế. À, những bài 6 này nó yeah. Rồi, có vẻ là coi như là anh Sơn với là chị Thanh là coi như là thần tượng nhau này thế. Một bên thần tượng chị, chứ bây giờ chị thần tượng em. Giỏi quá rồi, ok. Okay, so what about number 6? Okay, so number 6 is also a false statement, and yes, it's in paragraph number 9. Ở đây cái câu đó là nói rằng là bởi vì nó cái lớp học này nó được truyền qua internet, cho nên là giáo sư Junie đã cảm thấy là mình không có kết nối được với học viên của mình, phải không nào? Nhưng mà ở trong đoạn 9 á, thì rõ ràng là cảnh chị thấy đang làm là cái câu này câu đầu tiên luôn là my audience became as visible to me as the student in a traditional lecture hall. Yes, very good. Yeah, như vậy là tỉnh giả phải không ạ? Là trở nên thấy rõ ràng hiện hữu phải không? Như thế là ở trong một cái phòng một cái khám xong bình thường ở trên lớp như thế phải không nào? And so all the comments and everything and the seminars, style discussions, everything.
just like a conventional classroom. Excellent. Now let's move on to question number 7. Anh chị Lan rất tốt đấy, hey, you are doing so well. Ở đây cả anh chị có một từ, đó là từ anonymous. Anonymous có nghĩa là ẩn danh. Ok. Mình nói thì mình biết là cả anh chị có nghe có hiểu được tiếng Huế không hả? Ẩn danh thế. Ok. And that is true. Excellent. Như vậy. Yeah. And you said that it's in paragraph number 12. Anh nghĩ là đoạn số 12 hả? Dạ, đúng rồi cô. Họ có thể liên hệ rồi làm bạn bè rồi tất cả các loại rồi. Ok. Cái này. Very good. Yeah, so they made friends, right? With each other. Excellent. And cái chính xác là nó nằm ở cái chỗ cái đoạn số 11 đó cả anh chị có thấy không ạ? Là số 11 cả anh chị cũng đọc với mình nhé. There were spontaneous and continuing in-person study groups in coffee shops in Kathmandu and in pubs in London, and many people developed dialogues after following one another's post on various subjects. Phải không ạ? Như vậy họ học chung với nhau ở các cái quán pub sẽ ở London hay là ở các cái shops ở các tiệm cà phê ở Kathmandu, phải không nào? So actually they are not anonymous, right? Là đoạn số 11 là chính xác hơn anh Nguyên nhé. Do you hear me? Okay. Well, what about number 8? Đoạn số câu số 8 thì sao anh chị? À, rồi như vậy chị Nguyễn Linh là có số 8. Excellent. And that is the exact answer. Okay. Go back online in February. Okay. Như vậy là vào tháng 2. Very good. Okay. Cả anh chị thích học online hơn hay là cả anh chị thích học ở lớp học bình thường hơn ạ? Online à? Tại sao vậy anh Văn xuống sớm? Why do you want to study online? Em với những người mà thành đạt như em thì em nên học online cho nó tiết kiệm thời gian. Okay. Wow. Crazy. Crazy answer. That's so great. Yeah, you're interesting, huh? You football. Hee and ha ha. I love it. Yeah, nice. Như vậy đa số các anh chị thích học online, hả? Huh? Yeah, you feel very comfortable. Good. Okay. Sơn là treasurer đó cô, sau khi mà collect fund xong bây giờ tuyên bố chỉ thích học online thôi, đang lấy tiền mua bánh tráng trộn ăn đấy. Yeah. Ok, dạ. Yeah. Học được 4 năm băng một lần đó. Wow. Và coi như là thủ quỷ là sau khi thu tiền xong là ở nhà không đi gặp thanh niên trong lớp lắm phải không ạ? Ngay mà bạn Sài Gòn có bạn trăng trộn nó lắm á. Cho nên là mua bạn trăng trộn ăn hết đó hả? Ok, good. Bây giờ cả anh chị sẽ qua cái phần ở bên bài đọc tiếp theo cả anh chị hết. Thì mình sẽ làm qua cái bài số 8 với cả anh chị. Còn cái bài số 7 á, thì cái bài sau này cũng là một cái đoạn trích. Dạ, chị nói, chị Nga đang nói là anh Sơn không biết xem bội nữa, ok. Okay, yeah, well, thank you. I love that. And I mean, I feel like this particular professor here, I think that I have a connection with you. Okay. Yeah, rồi, gọi bài ta rồi. Okay, khi nào mà mình có dịp học lại, ví dụ như là có học môn văn hóa Anh gì đó với mình thì nhờ anh Sơn cho quẻ hết bài ta rồi. Cái bài số 2 ở trong cái unit 7 này á, là nó nói về cái việc mà sau này chúng ta sẽ không có dùng sách bằng giấy nữa, mà mọi thứ nó sẽ là bằng dùng máy tính.
và những cái thế hệ mà hậu duệ của chúng ta sẽ thấy là cái việc mà đọc sách bằng giấy á, nó rất là kỳ lạ nhưng mà cũng rất là dễ thương theo kiểu như vậy thôi. So it's quite simple, and that's why I want you to move on to unit 8. Okay, we are going to read a passage about smartphone, về việc sử dụng điện thoại di động anh chị nha, và điện thoại thông minh. Để sau đó thì sau hai bài đọc này thì mình có một chút thời gian để hướng dẫn cho cả anh chị làm bài thi nhé. So let's take a look at the vocabulary part. Anh chị đọc giúp cho mình cái phần từ vựng ở trang số 226. Yeah. And do the exercise, all right? You have 12 questions here, and basically it's just about defining the terms, okay? So you have a version and normal, and I'm sorry, you have urge and compulsive and trigger, temptation, conscious, withdrawal, dependency, dysfunction, anxiety, wean, away from, and diminishing in devices. Wow, chị Hành Trần nhanh quá hay. Rồi, như vậy mình có một là B, very good. Two is C, chị quá giỏi hay. Rồi, three is B, four, C. Như vậy số 4 á, thì nó hơi sai một chút này. Cả anh chị có ai sửa lại số 4 giúp mình không? À, dạ đúng rồi, số 4 là A, cả anh chị nhá. Bởi vì mình có cái chữ temptation. Temptation là cái sự lôi cuốn hay là sự cuốn hút hết sức là mạnh liệt đấy, hey. So that's why you have like strong desire, yeah, hay là sự cảm dỗ. Okay, good. Number 5 is B, very good. So conscious, right? Và mình nếu mà mất ý thức là mình có chữ unconscious, right? Number 6 is A, như vậy câu số 6 là nó sai mất. Cả anh chị sửa lại giúp cho mình số 6, và anh chị sẽ định nghĩa nó sao ạ? À, dạ đúng rồi, như vậy số 6 là B đấy, hey. Suffers from withdrawal symptoms, tức là cái cảm giác rất là khó chịu ha, khi mà mình rụt lui một cái gì đó, phải không nào? Cả anh chị có động từ withdraw là thường trong banking á, là rút tiền. Nhưng mà ở đây là when you say you withdraw from something, là mình rụt lui hoặc là mình tháo lui hả? Rồi như vậy 6 là B cả anh chị nhá. Rồi số 7 là chỉ làm là B. Đúng rồi đấy ạ. Số 8 là A. Rất là đúng. Rồi số 9 cùng chúng ta gọi là A. Very good. 10 is C. Excellent. And 11 is B. Very good. And finally, A is, 12 is A. Excellent. All right. Rất tốt. Như vậy chúng ta chỉ có sai là câu số 4 và câu số 6 thôi. Còn lại là đáp án của chúng ta đúng hết rồi đấy hả? Cái từ mà từ compulsive là một từ cả anh chị nên dùng hả? Đây là một từ cả anh chị nên cấp cho kỳ để dùng, because actually this is something that a lot of us are suffering from. Mình sử dụng điện thoại thông minh không có kiểm soát đấy, trong đó cả anh chị đọc, cả anh chị sẽ thấy là you can find yourself in it, okay? So you have again two sections, the main ideas and the details. Cả anh chị hãy tìm giúp cho mình là phần 1 ở đoạn từ 1 cho tới 5. Câu hỏi là nó nằm ở trên chỗ trang số 231 cả anh chị hết. 231. Đâu là những cái dấu hiệu của cái việc mà sử dụng điện thoại thông minh không kiểm soát? Phần số 2 từ đoạn 6 đến đoạn 18. Thì việc mà sử dụng điện thoại thông minh có phải là gây nghiện hay là không, hay là nghiện hay là không? Và giải thích. Phần số 3 là từ 19-24 thì phải giải thích tại vì sao mà người ta lại nói rằng là nó là gây ra vấn đề đối với sức khỏe tinh thần của chúng ta.
Và phần số 5, số 4, tức là từ 25 cho đến đoạn 33, thì chúng ta sẽ kiểm soát cái cách chúng ta sử dụng như thế nào. Sau đó thì các anh chị đi qua giúp cho mình cái phần về details, ok? And as usual, you can just type your answer in the chat box and make sure that you read the questions before you do the reading, okay? Are we doing okay? Now I suggest that for the main ideas thingy, you can just turn on the microphone and tell me the answer, okay? And then later I'm gonna be showing you the key. Và câu cái phần main idea thì cả anh chị cứ bật micro lên và trả lời giúp cho mình hết. Thứ nhất là để lớp mà có cái tương tác cho vui. Và thứ hai nữa là bởi vì cái câu trả lời này nó cũng khá là linh hoạt. Sau đó thì mình sẽ show cho cả anh chị cái câu trả lời ở cái answer cái key cho bạn chị ha.
Okay. Smartphone use can get very heavy, 70%. Check smartphone within an hour of getting up. Okay. Well, that is a pretty good answer. All right. What else? Anh chị còn cái gì đấy nữa? I mean, you have like, I mean, just not just those, that 70%, you have like 56% check their phone within an hour of going to sleep, and 48% check over the weekend, during, including on Friday and Saturday nights, and 51% check continuously during vacation. Yes. So exactly. You have pointed out the correct place, all right? Như vậy chị đã chỉ ra cái chỗ đúng rồi đấy ha. Đó là những cái dấu hiệu của việc mà sử dụng điện thoại thông minh không có kiểm soát. Và 70% rồi nó đi xuống từ từ, nhưng mà tất cả những cái đó đều là bằng chứng của việc này cả, phải không ạ? Như vậy chúng ta đang nói đến là cái đoạn số 4. Các anh chị nhé. Paragraph number 4. Excellent. Now let's move on to the second part. Hook or habit. Is that an addiction and why? Có phải là nghiện hay không? Và tại vì sao lại là như vậy hả? Okay, well, using smartphone every time and everywhere. Now, so chị Nguyễn Linh, chị Linh, do you think, okay, and 30 seconds each time? So the question is, okay, is it addiction according to the passage? Theo cái bài đọc này á, thì nó có phải là nghiện không? Họ đã khẳng định chưa? Any confirmation? Not yet. Yes. So, you know, the thing is like from the very beginning, you have whether smartphones really hook users into dependency remains unclear. Okay. Như vậy nó vẫn chưa có rõ lắm, phải không nào? Tuy nhiên nó có những cái đúng là nó có một số các cái triệu chứng là có vẻ như là nghiện. But at the same time, it depends on the environment, right? Nó phụ thuộc vào môi trường, phải không ạ? So it is unclear. Ví dụ như đoạn số 18 á, thì họ nói như thế này. Đó là if you are bored or listening to a lecture, it may trigger the habit, right? And while average users check his or her smartphone 35 times a day, all right, and only for, you know, 30 seconds each time. Yeah, nhưng lúc nãy anh Đoàn Xuân Sơn có nói đấy, hey. So when the information rewards are greater, then they will check even more often, okay? Yes, very good. Yeah, và chị Ngọc Lan chỉ nói một chỗ nữa, đó là people aren't addicted to smartphones. Very good.
chị cho cả lớp mình thấy là ở chỗ nào đi ạ hả? All right. Như vậy ở đây á thì cái đoạn này ý là nói như thế này là người ta không hẳn là nghiền mấy cái điện thoại thông minh đó, mà thực ra đó là họ nghiền cái gì, cái tức là họ nghiền cái thói quen mà kiểm tra đấy, phải không ạ? Chứ không phải là nghiền cái điện thoại thông minh. Ok, I mean after all it's just device, right? So that's why you have unclear, right? I mean you don't know yet. And let's move on to part 3. How smartphones are a problem for our mental life. Đoạn từ 19 đến 21. Cho mình thông tin vì sao mà nó lại là ảnh hưởng, phải không ạ? Và nó là một vấn đề cho cái sức khỏe hay là đời sống về tinh thần của chúng ta. Okay, so it steals from us the opportunity to maintain our attention. Where's the information? Chị lấy thông tin ở đâu ạ để cho mọi người thấy nào? All right. Because it is an environment of almost constant interruptions and distractions, right? Yes, very good. What else? Yeah, yeah, because you are so close to them, right? Quá gần nó. Nhưng mà cái này nó cái cấu của cái phần của chị Linh đó mà vẫn chưa nói đến cái việc là nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe tinh thần đó ạ. Chúng ta nhìn xuống cái xíu ở đoạn số 22, cả anh chị sẽ thấy có thêm một cái ý nữa đấy. Là gì ạ? À, số 22 là nói cái gì cả anh chị? Very good, yes. Maybe diminishing our ability to concentrate and think deeply, all right? À, như vậy là thứ nhất là chúng ta không có chú ý, phải không nào? Và thứ hai đó là giảm cái khả năng tập trung cũng như là cái khả năng có thể tư duy một cách là sâu sắc ấy, suy nghĩ nó chín chắn và sâu sắc hơn. All right. Okay. So how can you control your usage? Vậy thì mình sẽ kiểm soát cái việc sử dụng của mình như thế nào ạ? Ta có cái đoàn từ 25 trở đi hả? From 25. Okay, so you have to be conscious of the situations and emotions that make you want to check your phone. Is it boredom? Is it loneliness? Very good. À, như vậy trong đoạn số 12 đó mình có là be conscious, be strong,
and be disciplined. All right. Thì bài này chúng ta có một cái khái niệm đó rất là hay, đó là cảnh chỉ có chữ nomophobia. Phobia là nỗi sợ, and no là không có, hay? And mo means mobile phone, okay? Như vậy nỗi sợ không có điện thoại. So, have you ever been in a situation when you can't find your phone and you feel so worried? Anh chị lo lắng lắm không? Khi mà không tìm được cái điện thoại của mình không? And I'm like, you're like, well, oh my god, what's I'm gonna do? I'm gonna die. Something like that, right? So that is called nomophobia, all right? Now, so let's go on with the details. Anh chị sẽ làm tiếp cho mình cái phần chi tiết. Ở đây chúng ta có 10 câu hỏi, từ trang số 231 cho đến là 233 ấy. And make sure you point out, you know, the location of the information, right? Okay, so number one, you think that C, all right, very good. So they are putting their lives in danger. And here in paragraph number five, cả anh chị thấy là ngay hai cái trong cuối cùng của đoạn nọ phải không nào? Là even though they clearly know that they are endangering their lives and the lives of others, we really have to ask what is so compelling about this new, yeah. And then number two, you say that's A, and paragraph number 10. Anh chị đồng ý với chị Ngọc Lan không? Câu số 2 là A. Lập mình đi đâu hết rồi à? Don't sleep on me, okay? Cả anh chị đừng nằm ngủ nha. Không ngủ ấy. Dạ đây cô. Yeah. I'm just kidding. Dạ mình là đùa đấy. Yes. Như vậy là cái này có thể gây nghiện, phải không ạ? Có thể được xem là gây nghiện bởi vì nó làm thay đổi tâm trạng của chúng ta. Và nó tạo ra chúng ta cái cảm giác mà cảm thấy là thích thú và dễ chịu. Và đoạn số 10. Very good. Computer technologies can be addictive, he says, because they are psychoactive. That is, they alter mood. Mình có động từ alter means change, right? And even trigger enjoyable feelings. Trigger là kích hoạt. Nếu mà là danh từ thì nó có nghĩa là cái co của súng đó cả anh chị. So you pull the trigger là mình bóp co đấy hả? Okay.
Okay, verb number three. Như vậy đây các anh chỉ có cái từ là Dr. Greenfield, right? Tìm cái tên của ông tiến sĩ Greenfield đó là các anh chị sẽ thấy ra. Đã giờ sau một số các nhân vật hoạt động rất là tích cực và bây giờ đi đâu hết cả rồi, các anh chị đi đâu hết rồi? Giờ cái này nãy giờ chúng ta làm cái phần main ideas là nó cũng là rất là ổn luôn đấy hả? Okay, so number three is B, very good. Câu số 13, à, đúng rồi đấy ạ. That really depends on whether it's disrupting, okay, your work or family life. Rồi còn chỗ nào nữa không ạ? Okay, à, như vậy anh có đoạn 8. Very good. This is more exact. Cái này nó chính xác hơn một chút này. And while we are not seeing actual smartphone addictions now, the potential is certainly here. All right. Như vậy, dạ đúng rồi, đoạn số 8 đấy cả anh chị. Hả? Nên nó chính xác hơn. Cho nên lúc nãy mình về hàm vậy hỏi cả anh chị là đoạn nào nữa đấy. Hả? Chỗ này ông có nói rằng là mặc dù là chúng ta không có thấy được hiện tại là chưa thấy là nghiền, nhưng mà cái tiềm năng là nó có ở đó đấy, phải không ạ? Thì cái này nó chính xác hơn. Mặc dù ở cái chỗ đoàn mà đoàn số 3 thì là cái này là chị Ngọc Lam suy luận ra, thì nói rằng là nó sẽ phụ thuộc vào việc là nó có ảnh hưởng đến là cái cuộc sống của chúng ta hay là không. Ok, thì đó cũng là một cái suy luận mà nó mang tính là logic, nhưng mà nếu mà nó đúng mà chính xác là phải thông tin ở đoạn 4 cả đoạn 8 cả anh chị nhé. Và đáp án là B, đúng rồi đấy ạ. Let's move on to question number 4. Số 4. Okay, and number 4 is C, and 14 and 15. Okay, các anh chị có đồng ý là thông tin ở 13 và 14 chưa? Dạ, như vậy thì okay, bây giờ chị Nguyễn Thị Lộc là có đoạn số 17 ha. Cái này số 17 nó không có thông tin đâu chị nha. Như vậy ở đây cái câu số 4 của chúng ta này là nó có thể bị xem là thiếu lành mạnh nếu. Và mình chọn đáp án là C, là tức là nó làm gián đoạn cái cuộc sống gia đình hay là công việc của chúng ta. Thì ở đây á, là ngay đoạn 13 luôn. Đấy, đoạn 13. Mình có là that really depends on whether blah blah blah. Và sau đó thì xuống ở phía dưới này anh Huy mà đúng là xuống 15 thì họ còn nói rằng là it could be big, right? Nó có thể rất là lớn. For example, turning out a distressed spouse or colleagues in a meeting to check email. Alright. Thì số 15 đó là nó cụ thể hơn, tức là nó lấy là cái example, right? Ví dụ, nhưng mà thông tin là nó đã có ngay từ 13 đấy. Dạ, cho nên là anh Nguyên là anh đưa là từ 13 đến 15, đúng rồi. Yeah, so you read the entire chunk of information. Very good. Okay, now let's move on to number 5. Bây giờ chúng ta sẽ
đến cái số 5 và chúng ta có cái chữ là personal and ubiquitous computing. Okay, mình có chữ ubiquitous means everywhere, very popular, highly popular, right? You see it everywhere. Ubiquitous, okay? Nào đây cả anh chị. Okay, so that is A, and in 17, right, very good. Cái này lúc này cả anh chị còn nhớ là mình trong cái phần về main idea mình cũng còn nói sơ quá rồi hết. Như vậy là người ta không có nghiền cái điện thoại, mà cái điện thoại thông minh đó, mà trên thực tế là người ta nghiền cái thói quen là kiểm tra đó, phải không nào? Alright, now number 6. Cái thói quen kiểm tra đó nó bao gồm là kiểm tra những thứ sau đây ngoài trừ A, B or C. Alright, B. Excellent, okay. Now GPS directions, okay. Kiểm tra những thứ, yes, có emails or có news updates, okay. Very good. Now let's move on to number 7. Nicholas Carr. Là có cái tên này phải không nào? À, các anh chị cho mình câu trả lời của câu số 7 ha. Người ta tin rằng á, ông Khan ông tin rằng là mối quan hệ của chúng ta với các cái điện thoại thông minh nó có thể là khác với là cái mối quan hệ mà chúng ta có với máy tính hay là laptop vì tất cả những lý do sau đây ngoài trừ. Alright. Okay, number 7 is C. We can use them to assess social media. Very good. Okay, excellent. Rất tốt ha. Rồi những bài như thế này nó rất là dễ chịu anh chị hết. I mean, it's pretty clear. Thông tin nó khá là rõ ràng. Alright, now let's move on to question number 8. Ở đây cả anh chị có cái primitive, cái như là cái sơ khởi phải không ạ? Cái nguyên thủy ha, primitive. Như vậy ông Khan ông tin rằng là con người của chúng ta có một cái khát khao từ cái thuở mà hồng hoang thời nguyên thủy, đó là phải biết tất cả mọi thứ đang diễn ra ở xung quanh mình, và cái bản năng này là đặc biệt là rất là hữu ích. Khi nào? Okay, so that's B. Excellent. Yes, and in 24. Như vậy các anh chị thấy cái đoạn này nó khá rất là rõ phải không? So that instinct probably helped us survive when we were cavemen and cavewomen, right? Như vậy khi mà chúng ta đang còn cái thời mà đang còn là ở trong hang đó hả? Okay. So survive in primitive situation. Very good. And number 9. In order to control smartphone use, experts suggest là sử dụng A hay là B hay là C đấy ạ. Lâm qua đoạn số 25 trở đi rồi đấy nhé.
Okay. So you think that's A, and that's from 25. Very good. Như vậy là lúc nào cũng phải gọi điện thoại, à, phải nghe điện thoại hả? Và thậm chí là tắt nó đi. Okay. And number 10, taking predictable time off caused all of the following effects except. Như vậy ở đây mà nếu như chúng ta sử dụng cái phương pháp là PTO thì nó có thể tạo ra tất cả những hiệu ứng sau đây ngoài trừ cái gì đây ạ? A or B or C? All right, yes, getting a new job. Yeah, cẳng có cái chuyện là có được công việc mới phải không nào? Excellent. Cảnh chị rất tốt thế. Rồi như vậy chúng ta sẽ qua cái mình đọc lại một lần nữa cái đáp án cho cả anh chị nghe. Và sau đó chúng ta qua cái bài cuối cùng, nó rất là ngắn. Mình làm chừng khoảng 10 phút thôi và mình sẽ còn lại chút thời gian để mà hướng dẫn cho cả anh chị làm bài kiểm tra ấy. Như vậy số 1 của chúng ta là C. Số 2 là A. Số 3 là B. Số 4 là C. Số 5 là A. 6 B. 7 C. 8 B, 9 là A và 10 là B. Alright. Các anh chị có ai thắc mắc gì nữa không ạ? Lập mình nói ok không ạ? Để mình đi tiếp và qua cái bài đọc của cùng các anh chị. Are we fine? Alright. Dạ không ạ. Dạ cảm ơn cô, dạ không. Chị Ngân Hoàng ơi. Yeah. Cô chị rất là dễ thương, cho nên là chị có thể giúp lớp đọc cho mình cái bài đọc số 2 ở trang số 236 được không? It's a short reading. Bài nó tương đối là ngắn. Chị đọc nhé. Dạ, em thưa cô. Cô có thể vui lòng mời bạn khác được không ạ? Tại hôm nay em cả mất cái giọng em nó không có được tốt lắm ạ. Dạ, vui lòng mời bạn khác giúp em ạ. Dạ. Có giọng dạ. Cảm, ra là đọc hay hơn là không cảm nữa. Dạ. Ok. Dạ. Tôi mời cô không lại. Dạ. 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 Cô cứ lòng mời bạn khác. Dạ, em cảm ơn cô. Dạ, dạ. Anh Nguyễn hay, anh Nguyễn đọc lại, anh Nguyễn hãy. Cả lớp thích anh Nguyễn đọc nói ạ. Shall we do this again? Yeah. And blacking white kids a vacation from technology and social media. Each day, one of our vacation on Kos, a remote island in BC wilderness, and my son is literally lying on the couch of our rustic farm morning. iPhone, iPhone, iPhone. In front of him is a wall of windows facing a glistening ocean, and coming in from the open deck doors, a warm, beautiful breeze. Clearly, he sees and feels none of it. He's too deep in his electric withdrawal. Back home at Vancouver, after 5 minutes of listening to this kind of groveling, I no more relent. Instead of screaming, shut up, I hand it over in defeat heat win. Not here. We come here to get away from it on our lives, technology, the constant pool of email, Facebook, video games, and the never-ending ping of the iPhone. of the iPhone, yeah. Before we left, I told my 10-year-old son the rules. We were all going electronic free for a week. There could be a few movies on the odd night, but no TV, no video games, no email. And here we are on the day one, and already he can't stand it. My 6-year-old daughter and my husband are doing just fine. They are outside on the deck, carving pieces of driftwood and singing. Meanwhile, my son is inside blinded to the opportunity in front of him, complaining he doesn't like the beach. Dạ có cần mọi người khác không cô ạ? Dạ thôi, anh đọc thì anh nghĩ một cái đầu ngắn lắm hay. Confounded, I walk outside to let him suffer. I walk down the grassy pathway to the beach. It's so stunning. I can barely manage to read on my blanket. I just want to stare out at the island and glistening ocean. The eagles soar overhead. The seals pop their heads out of the water. And there is another soul in my sight. Inside, my son can do whatever he wants, but he is not going to ruin the quiet and the beauty of this trip for me. Okay, hình như là
Hình như chị Phương Ngô có đưa tay để đọc phải không ạ? Có phải vậy không ạ? Có phải không chị Phương Ngô? Ok. Dạ, thật ra mời chỗ bạn Ngọc Lan đi ạ. À. Dạ, cái bạn Ngọc Lan cái giọng rất là hay tiếng Nhật, mà họ đọc tiếng Anh nó có cái phục vị đặc biệt. Oh. Ok, dạ rồi chị Ngọc Lan, dạ rồi. Chị Ngọc Lan đọc Miss Ngọc Lan Kudasai. Cảm ơn anh Nguyên nha. Thank you so much. Thank you. Rồi mời chị Ngọc Lan. Cảm ơn anh Nguyên, truyền cảm hứng cho cả lớp quá trời. Em đang đề nghị anh Hùng đọc đây. Anh Hùng lại đẩy qua cho em. No, well, you know, please. This is Ngọc Lan san. Read it. Kudasai. Dạ, anh Nguyên nói thì em sẽ phải đọc. Ok, wow, you are so powerful. Anh Nguyên có quyền lực ghê. Ok, nào. Tò mòm lắm bác cười. Đọc từ đoạn số 7 phải không cô? Dạ, đúng rồi, day 2. Day 2, we spend the entire morning and part of the afternoon digging for clams and oysters and swimming in the lagoon. My son is one with his sorrow. Looking for the smaller clams and filling baskets with the sailfish and other sea treasures. When we get back to our cabin, I give my son his book, put him in the sled on a lovely garden swing, and it's almost dinner when he looks up. The next few days pass in a blaze of sun and sand. My husband ensures we do something every day to get out of the cabin and explore. One day we all spend an afternoon swimming at the freshwater lake. Another day, my husband takes my son on a 3-hour hike around the headlands. On day 6, he's lying beside me on the beach watching the sunset. We are wrapped together in a blanket, and as I watch him play with the sand in his hands, the rain slipping through his finger, I realize how much time has slowed down for both of us. It's exactly what I wanted. Finally, after just a few days, we are able to sit quietly without twitching, without thinking about screens, without the constant interruption of phone calls and email. 2 hours passed, and in that time, he happily threw rocks into the water, listened to a man play guitar down the beach, plays frisbee in the grassy field behind us. He's too young to say it, but it's clear to me. A week away from our dependence on electronics and we slow right down, we are reaching deeper and literally noticing the rains of sand. Life is good if only we could live on vacation. How do you handle in the influx of technologies in your house? How do your kids handle it? Do you even feel the need for a vacation from technologies? Okay, thank you. Hèn chi mà anh đâu ăn ở là có hương vị của sushi ấy. Yes, it sounds really good. Okay, thank you. Vậy em đã học tiếng Anh từ năm lớp 12 rồi, xong vô đại học học toàn tiếng Nhật, cho nên là nó không còn được như lớp 12 nữa cô. Oh no, okay. I mean. Yeah, arigato. Arigato gozaimasu. Oh, wow. Arigato itashimashite. Domo arigato gozaimashita. Kite kurete arigato. Oh, my goodness. Domo itashimashite. I have a story about learning Japanese. Mình có câu chuyện học tiếng Nhật vui lòng cả anh chị. Mình thích học tiếng Nhật lắm. Vào năm đó là đang còn là sinh viên năm thứ hai thì mình đi học, thì hồi đó học chữ kanji rất là đơn giản thôi. Thì ông thầy đó bắt mình viết một trang, mà trang là cỡ 100 chữ cả anh chị. Xong những lúc nộp bài thì vòng ngoài khoảng chừng 10 chữ, và mình nghĩ rằng là 10 chữ đó là 10 chữ bị sai. Ai dè là trong một cả trăm chữ đó là chỉ còn được 10 chữ đó thôi. And so I just gave it up, you know, I didn't come to class the next day because I felt so defeated. Coi như là cảm thấy mình thất bại vô cùng. So I really admire those who can, who can study Japanese. Mình rất là ngưỡng mộ, hey. All right, so chữ kanji khó lắm ha. Okay, yeah. Anyway, that was my story. Cảnh chị rất là giỏi ấy. Dạ, cô giỏi tiếng Anh là tốt rồi cô. Giọng tiếng Anh rất là hay à. Dạ, giọng cô quá hay luôn.
lớp thầy em có luyện 10 năm nữa cũng không thể nào đọc được cái hạng của cô được. Oh, no. Well, thank you. Bây giờ chúng ta có những cái câu hỏi ở bên chỗ đáng số 238, đã anh chị hết. Câu đầu đó là lúc đầu á, đối với kỳ nghỉ này thì cái con trai của tác giả đã không thể nào mà tận hưởng. Tại vì sao ấy? Rồi thứ hai là cái kỳ nghỉ này nó là khác thường là bởi vì sao? Và một cách mà người chồng của tác giả đã sử dụng để mà giúp cho những thành viên trong gia đình có thể không phụ thuộc vào các cái thiết bị điện tử đó là gì, và cái kết quả của một tuần sau khi mà rời bỏ các thiết bị điện tử đó là cái gì. Ok, chúng ta sẽ làm cái này thật là nhanh và chúng ta sẽ post bài cho cả anh chị kiểm tra hết. Bây giờ các anh chị cứ làm đi nha, rồi mà mình bên đây thì mình sẽ post và chút nữa mình sẽ share màn hình với các anh chị để các anh chị có thể thấy được là cái bài nó như thế nào. Ok, yeah, very good. And you know, whenever you have an answer, just type it in the chat box, okay? Anh chị cứ bỏ vào chat box cho mình nhé.
Okay, do you think that you have the answers now? I mean, you can type it in or you can just always raise your hand and just tell me, okay? Just turn on the microphone and just tell me. Anh chị chat vào cũng được cả, hoặc là anh chị nói trực tiếp với mình hả? Thế vậy lúc đầu tại vì sao cậu nhóc này cậu không có cái tầm hưởng ở kia nhỉ ạ? He doesn't like the beach? No, it isn't, you know, I mean, it isn't the correct answer. It's not about the beach, okay? Because he didn't even pay attention to that, right? It was just an excuse. Là chỉ là cái cớ thôi ạ. But why? What did he say? Câu này cậu có nói gì đấy ạ? Cái từ mà cậu có thốt ra rất là nhiều lần nó từ gì ạ? He just concerned about his iPhone. Yes, exactly. Because the only thing that he wanted, right, was his iPhone. And he didn't pay any attention to the surrounding. Okay? The environment around him. Yeah, so that is the correct answer. Because he only wanted, okay, to have his iPhone. Very good. Now, so why was this vacation unusual? Vì sao mà cái kỳ nghỉ này nó lại là bất thường ạ? Nó không giống như bình thường. Because they settled here their changes on the rules. They were all going electronic free for a week. Okay, yes. Going electronic free for a week. Excellent. Okay, như vậy một tuần không có dùng thiết bị điện tử. Very good. Anh chị rất là tốt thế. So, number three is one way the husband helped break the dependence on the electronics was. Như vậy ông chồng đã sử dụng cái phương pháp nào để mà coi như là mọi người không có dùng thiết bị điện tử ạ? The husband and the 6-year-old daughter, they are outside on the deck having the subtle food and singing. Okay. If you take a look at paragraph number 8, yes, they are outside on the deck carving pieces of driftwood and singing, yes. So, though that is a very good example, right? Cái đó là một cái ví dụ rất là tốt. But in general, what he did was to make sure that
all the members in the family would have to get out, okay, and do some exploration, okay, and that is on paragraph number 8. Như vậy cái đoạn số 8 á, cả anh chị thấy không nào? Là có câu này hết, là câu số 2 á. My husband ensures we do something every day to get out of the cabin and explore, right? So outside the deck and carving pieces of driftwood and singing is one of those activities, all right? Như vậy đó là một trong những cái ví dụ, phải không nào? Còn cái phương thức đó là bắt mọi người phải là đi ra khỏi cái cabin đó, phải không ạ? Okay, and so what do you think is the result of a week away from electronics? Kết quả là gì đây ạ? Lớp mình là gì đó toàn cả anh chị rất là giỏi ha. Và còn vừa giỏi mà vừa đẹp nữa hết. Thỉnh thoảng mình thấy cả anh chị vài bữa nữa mà cả anh chị mà con học với mình nữa là mình bắt mọi người mở camera hết đấy. I'm gonna make you turn on, you know, your camera. Okay, all of you. At least one day. Ít nhất là một ngày hết. So what do you think is the result? Mình trả lời xong cái này nè. Để mình sáng mình làm bài kiểm tra ha. They slow right down and reaching deeper and literally noticing the range of sand. Okay. Yes. So we've slowed right down. Chúng tôi sống chậm lại. Exactly. Thở sâu hơn. And literally noticing the grains of sand. À, chị Kim bắt đầu là chú ý đến những cái hạt cát phải không ạ? À, xung quanh mình thì thực ra là cái đó chỉ là cái lỗi nói bóng bậy thôi, nghĩa là chú ý đến cái môi trường xung quanh mình đấy. Alright. Alright. Cả anh chị có thấy mình ở trong đó không? Sau khi đọc xong cái bài đọc này. Do you relate to that? Do you see yourself in that? Yes or no? Yes. Yeah. I didn't have. Do you think that you depend too much? Yeah. Yeah. I think so. You know, here in my home, when I gave birth to the second daughter, my husband and I decided to give up our smartphones altogether. And we don't have a TV. Yes. No TV. Yes, until yeah. now. Yeah. And so until I think 2 years ago when we were on vacation and my husband, he was like, why don't you get a smartphone? Because we can find it sort of like convenient if you want to book like Grab bike or if you want to book like some food and stuff like that. I ended up using my smartphone again. And I think that that was quite a terrible, terrible decision to make. But I think that these days we have to depend on it, because if we don't, then we are sort of like cut out, right? Nếu mang làm thì có nghĩa là chúng ta bị không có hòa nhập được với xung quanh với tất cả mọi thứ, người ta đều dùng cái smartphone đó. But nguyên tắc của nhà mình là không có TV và không có Nhà em cũng vậy đó cô. All right. Yeah. Okay, so it's been a pleasure again, you know, working with all of you and being in this class. Mình rất là vui hay là được làm quen với cả anh chị. Thì bây giờ mình sẽ share cái màn hình với cả anh chị nhé. Và ở đây thì chúng ta có cái bài kiểm tra thì như mọi khi là mình sẽ nói với cả anh chị là để cho cả anh chị 2 ngày và hôm nay là ngày thứ 7 anh chị ha. Ngày thứ 6 bạn ạ. Dạ dạ đúng rồi, hôm nay thứ 6. Dạ rồi, ra và anh chị có ngày thứ 7 và ngày chủ nhật để chúng ta làm thế. Và đóng khi mà tối ngày chủ nhật, tức là khoảng 12 giờ tối ngày chủ nhật cả anh chị tránh thủ nghe. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ với cả anh chị ở đây là
mình có cái bài tập ở trên lớp ở đây. Ok. Và anh chị thấy màn hình của mình chưa? Dạ, dạ đã thấy ạ. Dạ rồi. À, hướng dẫn của mình sẽ rất là đơn giản, đó là các anh chị bôi đen hay hoặc là highlight, là các anh chị ưa dùng màu đỏ gì cũng được hết. À, câu trả lời như vậy các anh chị làm ngay ở trên cái bài đó giúp cho mình luôn, và mình sẽ tạo cho các anh chị mỗi người một cái bảng sao. Alright. À, cái bài kiểm tra của chúng ta nó là như thế này, chúng ta có 3 bài đọc hay? Và yeah. Ở đây thì câu hỏi nó là như vậy, chỗ nào mà các anh chị cần phải type ở câu hỏi thì ở đây có cái ô trống đó, các anh chị type vào trực tiếp trên cái file đó. Và còn lại thì ví dụ như các anh chị chọn đáp án A thì các anh chị cứ tới đó và các anh chị bôi đen giúp cho mình hay, làm cho nó in đậm lên ạ hay. Tức là in đậm chứ phải bố đen là mình nhầm. À, hoặc là ví dụ như ở đây thì các anh chị có cái bài số 2, đó là các anh chị có đoạn A này, rồi đoạn từ A cho tới E. Và ở đây là các câu hỏi là có cái tiêu đề ở đó thì các anh chị chỉ cần bỏ cái tiêu đề, xin lỗi, tức là cái chữ A hay là chữ D gì đó cho tương ứng với tiêu đề mà các anh chị nghĩ là nó khớp, vậy thôi. Và tương tự như vậy thì chúng ta có câu hỏi true false rồi multiple choice làm ngay ở phía trên đó giúp mình. Alright. Để bây giờ mình sẽ giao bài cho các anh chị, như mình nói đó là mình đã tạo bảng sao cho mỗi học viên, các anh chị làm trực tiếp ở trên đó và turn-in mình giao bài. Thì bây giờ phiên các anh chị là sau khi mình giao bài xong, các anh chị thử kiểm tra trong cái học mail của mình xem thử là đã có bài hay chưa, và bảo là giúp cho mình một chút. Dạ dạ cô, dạ. Và có thắc mắc gì thì các anh chị cần nói con, sau đó thì chúng ta sẽ nghỉ hai ngày sau thì nộp bài giúp mình hay, và từ đây tới trong trong thời gian đó hai ngày các anh chị muốn nộp lúc nào cũng được hả? Dạ cô gửi qua mail hả cô? Dạ đúng rồi. Em nộp ạ. Dạ qua mail đấy ạ. Dạ là trên chỗ phần bài tập ở trên classroom ạ. Các anh chị lên đến chỗ classroom ạ, chứ không phải là mail đâu nha. Vì là những các anh chị đã đăng ký cái lớp đó rồi phải. Thì các anh chị vào trong đó giúp mình. Dạ, classroom có rồi đó cô. Dạ, vâng. Như vậy rất tốt. Anh Nguyên, bây giờ mình sẽ dừng chia sẻ cái màn hình của mình nha. Và nhờ anh Nguyên chia sẻ màn hình của anh được không? Để các anh chị thấy và ok, anh Nguyên đã cho các anh chị cái link đó rồi. Very good. Dạ rồi, như vậy chúng ta đã nhận được bài, và cách làm bài thì như mình nói rồi đấy, thì ở phía trên cái góc trái của màn hình của các anh chị là nó sẽ có cái từ là turn-in. Dạ rồi, chị Nguyễn Linh cảm ơn chị. Yes, great. So can you click on that? Chị Linh click vào cái bài giúp cho mình được không? Dạ, xem chi tiết, đúng rồi, excellent. Dạ. Và ở alright, very good, ok, rồi, đúng rồi ạ, rất là tốt. Như thế thì sau đó thì các anh chị có thể làm trực tiếp ở trên này giúp cho mình. Như vậy cái giao diện của chị nó không có cái phần là để mà nộp bài trực tiếp, thì nếu như thế là chị có thể quay ngược trở lại cái phía bên chỗ bài mình giao á, và tạo một cái văn bản và copy cái phần mà mình đã làm ở trên đó và gửi bài giúp cho mình ấy. Cái này thì chắc lẽ mình không phải hướng dẫn nhiều nữa, bởi vì các anh chị đã đấy nó có chữ nộp đấy, phải không nào? Đấy, chị Linh thấy chữ nộp chưa? Hoặc là các anh chị thấy chữ nộp chưa? Đúng rồi, yes. Excellent, very good, thank you. Awesome. Yes, exactly, wonderful. Nộp hoặc là turn in, ok? Yeah. Và các anh chị làm trực tiếp ở trên đó giúp cho mình luôn, hey? Alright, I mean, if you have any further problem, just email me, or, you know, you can add me on Yalo, and we can just, you know, solve the issue together. If you want to, all right? So it's been a pleasure and I had so much fun with all of you.
rất là vui ha. À, chúc cả anh chị cố gắng vượt qua thời gian này hey. And be happy. Okay. Dạ, dạ em cảm ơn cô, em nhận được rồi ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô ngủ ngon.